Cô mến chào các em học sinh khối lớp 2 đến với tiết hoạt động trải nghiệm tuần 19. Chủ đề 5. Chào năm mới. Để tiếp nối chủ đề chào năm mới của tuần 17 và 18, tuần này cô và các em tiếp tục tìm hiểu chủ đề chào năm mới qua hoạt động 5, sử dụng các đồng tiền phù hợp để mua sắm. Các em hãy cùng cô thực hiện yêu cầu thứ nhất, đọc bảng giá của các đồ dùng dưới đây. Trên màn hình của cô là 6 đồ dùng học tập rất quen thuộc với các em đúng không nè? Thứ nhất là cây bút chì ngồi bấm. Thứ hai là hộp đựng bút. Thứ ba là đầu chuốt bút chì. Thứ tư là cây kéo. Thứ năm là giấy thủ công. Thứ sáu là hộp bút chì màu. Dưới mỗi đồ dùng đều có bảng giá của đồ dùng đó. Bây giờ các em hãy đọc thầm theo cô bảng giá của từng đồ dùng nhé. Cây bút chì ngồi bấm có giá là 5.000 đồng. Hộp bút có giá là 20.000 đồng. Đồ chuốt bút chì có giá là 5.000 đồng. Kéo có giá là 12.000 đồng. Giấy thủ công có giá là 7.000 đồng. Và cuối cùng là hộp bút chì màu có giá là 50.000 đồng. Như vậy là các em và cô vừa đọc xong bảng giá của các đồ dùng học tập. Bây giờ các em hãy cùng cô sang thực hiện yêu cầu 2 nhé. 2. Làm thẻ mua hàng tương ứng với các đồng tiền Việt Nam để mua sắm các đồ vật trên. Trên màn hình là các tờ tiền Việt Nam với các mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng. Ngoài ra tiền Việt Nam còn có các mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng. Nhưng ở lứa tuổi các em còn nhỏ, chỉ sử dụng những mệnh giá phù hợp, không cầm quá nhiều tiền để đi mua hàng. Do đó, chúng ta sẽ làm các thẻ mua hàng tương ứng với 6 tờ tiền mệnh giá này thôi nhé. Bây giờ, các em hãy chuẩn bị giấy bìa cứng, bút lông và cùng nhau làm thẻ mua hàng nhé. Các em vừa làm xong các thẻ mua hàng tương ứng với 6 tờ tiền Việt Nam. Cô giới thiệu lại các thẻ mua hàng đó nhé. Thẻ mua hàng 1.000 đồng, thẻ mua hàng 2.000 đồng, thẻ mua hàng 5.000 đồng, thẻ mua hàng 10.000 đồng, thẻ mua hàng 20.000 đồng và thẻ mua hàng 50.000 đồng. Bây giờ, các em hãy rủ anh chị hoặc người thân của mình thực hiện trò chơi mua, bán. Bán các đồ dùng học tập đã được giới thiệu ở trên. Và mua là dùng thẻ mua hàng để mua những đồ dùng học tập đó các em nhé. Với cây kéo có giá là 12.000 đồng, các em dùng thẻ mua hàng nào để mua được cây kéo? À đúng rồi, dùng thẻ mua hàng 10.000 đồng và thẻ mua hàng 2.000 đồng để mua được cây kéo. Như vậy là các em đã biết dùng thẻ mua hàng để mua đồ dùng học tập rồi đó. Các em tiếp tục thực hiện mua bán với các thẻ mua hàng và những món đồ dùng học tập còn lại các em nhé. Hoạt động 6. Thực hành mua sắm hàng hóa. Cô mời các em cùng cô tham quan các gian hàng trong siêu thị Co.op.
em vừa cùng cô dạo quanh các gian hàng trong siêu thị Co.op-mart. Các em có nhận xét gì? Giỏi lắm, các em đều nói đúng. Các gian hàng đầy ắp hàng hóa, được trưng bày rất đẹp. Dưới mỗi sản phẩm hàng hóa đều có bảng giá của sản phẩm đó, để người mua hàng có sự lựa chọn cho phù hợp với túi tiền của mình. Sắp Tết Nguyên Đán rồi, các bạn nhỏ thường thích những sản phẩm hàng hóa nào? À, cô nghe các bạn nói, có bạn thì thích bánh, có bạn thì thích kẹo, có bạn thì thích sô-cô-la, có bạn thì thích nước ngọt, và có bạn thì thích nhận bao lì xì. Bây giờ, cô và các em cùng chuẩn bị hàng hóa và thẻ mua hàng nhé. Đây là các loại hàng hóa các bạn nhỏ rất thích, như bánh, kẹo, nước ngọt các loại, bao lì xì và các thẻ mua hàng. 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng. Khi mua hàng, các em cần lưu ý điều gì? À đúng rồi, khi mua hàng cần tìm hiểu về giá của sản phẩm, lấy hàng không vượt quá số tiền mình có. Bây giờ, các em hãy cùng cô sắm vai mua sắm hàng hóa nhé. Cô và các em cùng đến gian hàng bánh. Cô chọn hộp bánh Hurra có giá là 40.000 đồng. Vậy chúng ta sẽ dùng những thẻ mua hàng nào để trả? À đúng rồi, cô dùng hai thẻ mua hàng 20.000 đồng để trả cho hộp bánh Hurra 40.000 đồng. Tiếp đó, cô chọn bánh mì tươi của hãng Kiddo có giá là 7.000 đồng. Vậy, sẽ chọn những thẻ mua hàng nào để trả cho gói bánh mì tươi này? À đúng rồi, dùng hai thẻ mua hàng, một thẻ 5.000 đồng và một thẻ 2.000 đồng để mua bánh mì tươi. Tiếp theo, các em hãy cùng cô bước sang gian hàng các loại nước giải khát và sữa tươi. Cô chọn chai nước ngọt Mirinda có giá là 15.000 đồng. Các em sẽ dùng những thẻ mua hàng nào để mua chai nước ngọt này? À đúng rồi, sẽ dùng hai thẻ mua hàng là thẻ 10.000 đồng và thẻ 5.000 đồng để mua chai nước ngọt có giá 15.000 đồng. Cô chọn tiếp lốc sữa Milo có giá là 21.000 đồng. Các em dùng những thẻ mua hàng nào để mua lốc sữa Milo này? Giỏi lắm, các em đã biết dùng hai thẻ mua hàng là thẻ 20.000 đồng và thẻ 1.000 đồng để mua lốc sữa Milo. Như vậy là các em đã biết mua sắm hàng hóa. Khi mua hàng hóa, các em cần có thái độ như thế nào? Đúng rồi, khi mua hàng hóa, chúng ta phải có thái độ vui vẻ, lịch sự và chỉ chọn mua những món hàng cần thiết. Vì hiện nay, dịch Covid-19 vẫn còn, nhiều gia đình có cuộc sống khó khăn. Các em hãy trân trọng những gì mình có và tiết kiệm nữa, các em nhé! Cô mời các em cùng tham gia trò chơi Ai nhanh nhất? Cô có các sản phẩm bó hoa mai bằng nhựa có giá là 32.000 đồng, hộp bánh Cushy Berry có giá là 40.000 đồng, sắp bao lì xì có giá là 7.000 đồng, gói kẹo Wellbly có giá là 34.000 đồng và lốc sữa tươi tiệt trùng không đường có giá là 29.000 đồng, và cuối cùng là lon nước ngọt Sprite có giá là 9.000 đồng. Các em hãy nhanh tay chọn các sản phẩm vừa đúng số tiền 50.000 đồng nhé. Các em thật là giỏi, với 50.000 đồng các em đã chọn và mua đúng 3 sản phẩm, đó là gói kẹo Wellbly có giá là 34.000 đồng, lon nước ngọt Sprite có giá là 9.000 đồng
và sắp bao lì xì có giá là 7.000 đồng. Như vậy là các em đã biết mua hàng hóa và trả đúng số tiền mình có. Trong những ngày Tết sắp đến, nhà nào cũng có bánh mứt và nước ngọt. Nhưng bánh mứt và các loại nước ngọt có ga, nếu dùng nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Các em chỉ hạn chế dùng cho có hương vị ngày Tết nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô chào tạm biệt các em. Chúc các em luôn vui khỏe, có những ngày xuân thật vui và hạnh phúc bên gia đình. Nhưng hãy luôn nhớ tuân thủ 5K các em nhé.